Sáng ngày 6 tháng 2 tại Hà Nội, Ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do virus nCoV trong quân đội họp triển khai nhiệm vụ. Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Cùng dự có Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam và đại diện lãnh đạo chỉ huy Tổng cục Hậu cần, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng. Tại hội nghị, Thiếu tướng Tiến sĩ Nguyễn Xuân Kiên, Cục trưởng Cục Quân y đại diện cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng đã báo cáo tóm tắt tình hình diễn biến dịch bệnh nCoV tại Trung Quốc, trên thế giới và ở Việt Nam, đặc biệt là trong quân đội. Qua báo cáo cho thấy, hiện nay trong quân đội chưa có ca xác định mắc bệnh viêm phổi do virus nCoV. Một số trường hợp nghi ngờ tiếp xúc gần với bệnh nhân được xác định nhiễm nCoV, tiếp xúc với người Trung Quốc đều được cách ly theo dõi, hiện tại sức khỏe tốt. Một số trường hợp có biểu hiện sốt nhẹ đang cách ly điều trị hiện đều đã ổn định. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng đã phối hợp với Bộ Y tế và các cơ quan chức năng chuẩn bị tổ chức đón nhận công dân Việt Nam từ Trung Quốc và các quốc gia khác có dịch bệnh về nước với số lượng có thể tiếp nhận lên tới gần 32.000 người vào các doanh trại quân đội. Đến nay, các đơn vị đã tổ chức tiếp nhận và cách ly, giám sát sức khỏe được 577 người. Tất cả các công dân này đều được bảo đảm ăn theo tiêu chuẩn bộ đội. Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến thảo luận, Thượng tướng Trần Đơn đã biểu dương sự chủ động, tích cực vào cuộc phòng chống dịch của các cơ quan đơn vị trong quân đội đồng chí khẳng định ngay khi nhận được chỉ thị của trên, các cơ quan đơn vị đã triển khai kịp thời các biện pháp lãnh đạo chỉ đạo, làm tốt công tác chuẩn bị cơ sở doanh trại, cấp phát vật tư, trang thiết bị, đề ra các biện pháp phòng chống dịch hiệu quả, có phần giúp ổn định tình hình xã hội. Thượng tướng Trần Đơn nhấn mạnh, hiện nay dịch vẫn đang diễn biến phức tạp, vì vậy các cơ quan đơn vị phải tiếp tục xem nhiệm vụ chống dịch như nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, phải coi chống dịch như chống giặc, cần sự chung tay vào cuộc của tất cả các lực lượng. Sắp tới, khi tiếp nhận các chiến sĩ mới, Quân y các đơn vị cần làm tốt công tác kiểm tra, kiểm soát dịch. Phương tiện vận chuyển quân phải được tẩy trùng, bảo đảm vệ sinh an toàn.